Đó, xong rồi vô cái comment cái nhỏ tưởng nhỏ này BT. Mà cứ cho rằng nó là BT đi chăng nữa mà mấy em nói mấy câu đó rất là mất dạy và ngu. Yes. Anh nói thẳng cho tụi em nghe luôn, bây giờ tới rất nhiều phòng gym, rất nhiều mấy em bán súp dạo. Nó gọi là nó bú farm BBT đó mà nó sống đó. Tối ngày lên nó khịa BBT chơi vậy để đi chi, để quảng cáo thôi chứ gì trơn trọi vậy đó. Nói rồi súp BBT bán mắc quá, ở súp BBT uống 9 muỗng sao tiêu quá. Hỏi mày bán súp gì, dạ súp Úc. Ừ dạ súp Trung Quốc. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn. Đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì trên bàn có hai sản phẩm Ramty tăng cường sinh lý với này là bổ xương. Giang hồ cứ đi đùa nhau kiếm hoài à, cứ hỏi còn hay không còn. Thì trên bàn các bạn thấy rồi đó, chỉ có trong phòng giám đốc mới có những hàng độc thôi. Tại vì những hàng trong phòng giám đốc là chân thôi chứ không bán để còn hoài nha, nên đừng ai hỏi nữa. Cái này chắc có mém về cho luôn chứ bán gì nữa. Nhưng mà nội dung chính của Duy ngày hôm nay á, không phải là nói về hai sản phẩm này, mà có vấn đề rất là bực mình, vấn đề rất là bức xúc đó, nên mới mở video nói chơi vậy đó, cho nói chung anh chị em hiểu, cộng đồng mạng hiểu, mấy em trẻ hiểu và anh Duy Nguyễn hiểu nha. Cái công trình để đời, công trình thế kỷ, một công trình nghiên cứu mà tốn biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, xương máu, tiền bạc của Duy Nguyễn nói riêng và công ty BBT nói chung á, đó là công trình Duy Nguyễn Nghiêm Phổ. Công trình Duy Nguyễn Nghiêm Phổ được đầu tư rất là tốn kém, 8 tỷ, nói rồi nha, ước tính thôi, mốt phá giá nữa, nó giật giá leo thang, rồi chỉ số tiêu dùng tăng nó chắc lên 18 tỷ quá. Nhưng mà cái vấn đề với nó đây phải là tiền, mà vấn đề đó là công sức tâm huyết. Đó, mình làm cái video mình up lên, mấy thằng trẩu tre với nó comment sốc ảo, sốc não quá mấy em. Bực mình anh làm là video anh vả cho mỏ tụi nó thôi. Anh hy vọng tụi em không phải là tụi nó nha. Anh nói lần đầu với lần cuối nha. Fan Duy Nguyễn thì nó phải chấp chút xíu. Tập gym đừng quên lắp não nè. Nó vô nó comment vậy nè mấy em, chưa thấy con BT nào mập như này. Không phải là một thằng, nhiều thằng. Nó là nó chung chị Hương Trần đó mấy em, phó giám đốc công ty BBT đó mấy em. Nó cái người á mà tụi em coi livestream của anh hỏi ủa sao dạo này em thấy chị Hương Trần á, cái anh Duy Nguyễn trả lời mày cầm 300 triệu tao mày thấy à. Tại vì sao? Tại vì nói chung là người ta phó giám đốc mà, công ty bự nữa, đâu ngồi đó tiếp phàm phu tục tử làm gì đâu mà thấy, muốn thấy là thấy trời. Nó lý do nó là như vậy. Nó xong rồi vô cái comment cái nhỏ tưởng nhỏ này BT, mà cứ cho rằng nó là BT đi chăng nữa mà mấy em nói mấy câu đó rất là mất dạy và ngu. Yes. Đúng không? Người ta lớn hơn mình, địa vị người ta cao hơn mình, nó tiền ta nhiều hơn mình nữa. Đúng không? Người ta là nữ tướng của BBT chứ đồ hả? Mà vô comment mấy câu đó, thứ nhất đó là mất dạy rồi. Đó, mà thứ hai là ngu. Tại vì nó là BT, mà giờ nó chưa thấy BT nào mập như BT này. Cái đó anh khoan bàn tại sao nó mập nghe. Cái đó anh khoan bàn đi. Bây giờ anh bàn này nói về BT á, trên thế gian này nào chỉ qua được rồi Hambot, mấy em chỉ anh coi coi. Đó, anh quên Hambot lần nào rồi mấy em. Quên rồi. Mấy em chỉ gần nào mà nó BT trên đời này mà ngon hơn Hambot chỉ ngay coi chơi coi. Đó, mà nó thiệt với mấy em luôn á, làm ăn đối tác này nọ tiền tỷ này nọ tỷ kia chứ mà anh cũng chưa quên tên. Chưa quên tên mấy em. Mấy em biết thằng Hambot lần nào á, vô comment đi. Đúng trúng event. Đúng anh khen luôn. Đúng không? Sau khi tụi em tìm hiểu về Hambot xong đi rồi tụi em cảm thấy á là BT thế gian này trên thế giới này nào qua Hambot đó có mập không? Đó. Vậy thì anh nói à, người ta làm BT thì cần cái đầu hay là cần cái ống chích? Đó, khoan bàn nha, dần Hambot để qua bên đi. Đó, mình làm cái video mình up lên dạy free. Wow. Con giám đốc nào 34 tuổi, lộn 35, 34 năm ngoái nha, 35 tuổi, đúng không? Biết bao nhiêu là công việc, áp lực, thời gian này nọ kia, tiền bạc, cái gú. Mà tập liên tục. Cái video đó bao nhiêu phút? 38 phút. Đúng không? 38 phút mình cắt bỏ đó. Chứ mà quay thiệt chắc 2 tiếng. Nó bỏ ra 2 tiếng tập, nó thổi một cái ngọn lửa, một sự gọi là cống hiến. Đó. Ôi! Ây da! Hai! Ba! Bốn!
mai em kiếm thằng giám đốc thứ hai làm được chuyện đó đi. Mẹ không cảm ơn thì thôi chớ nhé. Vô tối ngày nghèo thấy mẹ không có tiền mướn BT. Đó anh ơi, tập sao cho em giáo án cho em thực đơn. Xin xỏ người ta khổ quá mà sao ăn nói mất dạy vậy trời. Xin lỗi mấy em, anh hơi nóng nha. Anh hơi nóng mấy em, mặc dù nói chung thì anh đọc comment tối hôm qua thôi. Nhưng mà không biết sao hôm nay nó mới nóng. Không hiểu nổi nha. Rồi tiếp tục phân tích tiếp Hương Trần. Hương Trần nổi tiếng hai phốt. Phốt lùn lùn. Nó ăn phốt nó nổi tiếng trên mạng lùn lùn. Em nghĩ bụng mà sau này mấy anh này mà dạy như kiểu như là kiểu mà đã tướng đã lùn này, tướng đã lùn rồi lại còn mà không kiếm ra tiền hay là không có tài năng thì không biết sau này ai lấy. Tại vì Hương không thích những người lùn. Thôi bây giờ khoan nói về phốt đó. Cái phốt đó để làm video khác cho cái thương mại nha. Còn bây giờ á, anh nói về cái vụ BT đó. Mà anh Duy Nguyễn là gì? Là thánh khách quan, đúng không? Tụi em phải thừa nhận anh là thánh khách quan, đừng có mong mong anh binh đứa nào. Anh là thiệt á, Hương Trần lặn nhỏ làm chung với anh lâu năm nhiều nhất mà nó bị anh đam cũng mập mình nhất luôn á, đúng không? Tụi em đã từng coi những video hỏi đáp của anh ngày xưa đó, trời anh đam gì Hương gắt vậy, không gắt sao được, đúng không? Có những chuyện không đam không được mấy em, đúng không? Đam là đam, công việc là công việc, tất cả mọi thứ nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch thì mình mới là nhà lãnh đạo tốt được đó. Nhiều khi đam nó buồn luôn, đam trên truyền thông luôn, có giỡn đâu. Nhưng mà bây giờ á, ủa nhỏ này mập quá. Chắc này mới biết Hương Trần lần đầu. Chắc này khách dạo vô coi clip mấy em. Không biết trời cao đất rộng là gì mà trong cái thế giới tập gym này không biết BBT là gì. Anh nói thẳng cho tụi em nghe luôn, bây giờ tới rất nhiều phòng gym, rất nhiều mấy thằng bán súp dạo. Nó gọi là nó bú farm BBT đó mà nó sống đó. Anh không tiện nói tên nha. Tối ngày lên nó khịa BBT chơi vậy để làm chi, để quảng cáo thôi chứ gì trơn trọi hết á. Nói ở súp BBT bán mắc quá, ở súp BBT uống 9 muỗng sao tiêu quá. Hỏi mày bán súp gì? Dạ súp Úc. Ừ dạ súp Trung Quốc. Đó. Oh no. Mới gì? Thấy không? Bây giờ vậy Hương Trần là gì? Có phải là phó tướng của BBT không? Là một trong những người rất là quan trọng của công ty BBT. Đó, điều hành dẫn dắt công ty BBT từ lúc mẹ sinh ra tới lúc bây giờ. Đúng không? Nói người ta tao quý bà luôn đó. Chứ không phải ăn rồi BT tối ngày chụp hình selfie ảo, đúng không? Anh khoan nó về góc độ xã hội, anh chỉ góc độ về địa vị thôi, nó về tuổi tác thôi, về này về kia thôi. Vậy thì bây giờ em nhìn cái clip em khách quan em nói coi, có con BT nào hay có thằng BT nào mà nó máu lửa như vậy không? Ồ vậy tôi bay một tiếng có 700 ngàn, không có nào làm đâu, thiệt luôn á. Nghe nó ngồi nó lăn lê bò lết đập đùng đùng đếm banh cổ luôn. 8 có lẽ 9 thêm cái nữa anh 10 còn 2 cái nữa. Cái nữa đi anh 11 thêm nữa 12 còn nữa đem cái này 13 14 15 16 17 18 19 có lẽ thêm cái nữa 20 từ đấy. Thấy BT nhiệt tình máu lửa chưa? Vậy thì em hỏi, anh hỏi tụi em nè. Với cái địa vị của anh tập game nè, anh là giám đốc, quên giới thiệu. Xin giới thiệu, it's me Duy Nguyễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BT Beauty Founder. Đó, ngồi đây tập game với cái trình của anh á. Với cái trình của anh á thì em nghĩ coi, có cần phải BT không? Nope. Thằng BT nào trình bằng tao? Đúng rồi mấy em, anh là dân miền Nam, anh kêu tao là chuyện bình thường nha. Nếu mà trình bằng Duy Nguyễn nó có làm BT không? Bạn cứ hỏi vậy đi. Nó nói chuyện phải sốc, mà nói chuyện là khẳng định. Yes. Đúng không? Mấy em thấy anh nói chuyện hợp lý không? Nếu mà cái trình nó bằng anh Duy Nguyễn thì làm giám đốc chứ nó làm BT làm chi? Mà đã là cái trình bằng anh rồi, tập thì cần BT nó dạy không? Đúng không? Vậy thì cái BT ở đây là cái gì? Đó, là cái gọi là mình tạo cho cái ngọn lửa, tập cho nó vui thôi. Nó trong phòng gym mình khỉa qua khỉa lại cho nó vui thôi. Và là một người đồng hành đi trong một cái trang giáo án. Đó, thí dụ như giờ buồn quá, làm việc áp lực quá, cỡ như là hợp đồng nó tiền vô nhiều quá mà tiền ra cũng không ít. Nó thì hai thằng lãnh đạo nó dẫn nhau tập game, nó chập nhau cho nó vui được không? Đó, trong cái công trình Duy Nguyễn Nghiệp Phổ, anh là chính mà. Đúng không mấy em? Nên tụi em hiểu lệch lạc cái vấn đề BT rồi. Nó thì cái mày BT tướng đẹp là một lẽ, mà nó chỉ ngu em học không? Nope. Hả? Protein, carb, fat, calo không biết gì hết, em học không? Nó mà giờ ví dụ con Hương Trần ở trình độ nó cỡ nào, người ta phó giám đốc đó bà. Nó làm cái mảng chuyên về xuất nhập khẩu và sale đó ông nội, của công ty gì? BBT thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam, đúng không? Nó làm ăn với phó giám đốc bên kia kìa, nó với trưởng phòng bên kia kìa,
thì cái trình nó cái cỡ nào, mà so là so cũng không ngang vai phải lứa nữa, vô comment xúc phạm người xem. Một ngày nó đẹp trời tụi em có tiền cầm tiền lại gặp chính cái người mình chê đó, nó nói thôi chỗ đó có đại lý rồi em à, em rất tốt chị rất tiếc, nó vậy đỡ, nhiều khi nó từ chối nó không gặp luôn. Nên thông qua cái video này không phải là binh Hương Trần, nhưng mà anh binh cái nhận thức hai chữ BT tụi bay bị lệch rồi. BT á, tướng đẹp nó chỉ là một phần thôi, cái trình mới là quan trọng, cái trình mới là quan trọng mấy em. Thiếu trai thằng BT tướng xấu mà nó có những con gà rất là dữ, đúng không? Thiếu trai về thằng BT tướng đẹp mà nó ngu người nó mới làm BT chứ, đã tướng đẹp mà giỏi nó có làm BT không ba? Nói thẳng với nhau vậy đi, nếu mà tướng đẹp mà giỏi nó đều BT luôn chứ nó làm BT làm gì, đúng không? Ủa tao nói thiệt với mày, cái ngành BT á, bây giờ mày lo mày dạy đàng hoàng đi, mày không lái máy bay thêm á, thì một tháng kiếm cao máu lắm 50 triệu tắt thở nha, anh nói tắt thở đó. Vậy 50 triệu đánh đổi bằng cái gì? Bằng full time, bằng công việc, bằng thời gian bồ bịch bỏ hết, chịu chưa? Mà tướng nó đẹp, nó có trình nữa, nó có làm không nha. Nên tụi em nói chuyện đừng có xúc phạm người nghe nha, nhất là những video của TH là đầu tư rất là khủng khiếp về kinh phí thời gian đó. Mà cái video đó biết ai dựng không? Thằng gà ruột của BBT, thằng Duy Phan nó dựng đó ba. Thấy mang đậm phong cách của phong cách tính chất của Duy Phan chưa? Chỉ có thằng đó nó mới thể dựng những cái loại nhạc đó thôi và những cái hiệu ứng đó thôi. Em coi video đi, nó sẽ khớp từng khung nhạc, từng khung hình luôn. Anh Duy giật một cái là nhạc hết, anh Duy giật một cái nhạc vô nè. Nó hiểu anh Duy Nguyễn tới vậy đó. Mà nó dựng một tháng trời mới xong đó mày. Một tháng trời đó. Cái video nó dựng một tháng trời, còn cái ngày tiếp theo là nó dựng cũng chưa xong đâu. Cái video đó dựng là trước khi dịch 2 tháng. Ủa anh quay trước dịch 2 tháng mà hôm kia em up lên đó. Thấy ghê chưa? Đó là cái sự đầu tư tâm huyết của cả tập thể. Chỉ có cái thằng người phàm mắt cú nó nhìn không ra thì nó mới comment ngu thôi. Xin lỗi mấy em, bữa nay anh xin Phật rồi, nghe anh khẩu nghiệp bữa. Đó, nên trong cái giai đoạn này hiện nay á, thì thôi giờ dịu giọng lại. Trong cái giai đoạn hiện nay á, là BBT phát triển cái mạng lưới đại lý khắp toàn quốc và khắp thành phố Hồ Chí Minh. Nên em thấy là sẽ có rất là nhiều người nó tung cái gọi là trào lưu triết lý đồ BBT vô giải danh mạo phạm từ lưa hết mấy em. Nên bây giờ tụi em mua hàng á, thì tụi em phải mua đúng những cái cửa hàng mà danh sách là công ty BBT niêm yết. Tại vì bây giờ nó nhiều quá rồi, thượng vàng hạ cám hết trơn rồi. Nó không như hồi cái thời anh Duy mới ra giang hồ mấy em. Bây giờ anh Duy tạo thị trường, giờ giang hồ nó bầm luôn rồi. Nên nó cẩn thận của lửa, hàng BBT thì nó liên tục cập nhật. Đó, nó liên tục cập nhật. Nó nên bây giờ thì mấy em trên live stream mấy em hỏi anh đâu biết đâu. Anh nói hàng này sắp về, hàng kia sắp về, hàng nọ sắp về, thật sự với mấy em là anh cũng nắm được nha. Còn cái nữa, đó, bây giờ ví dụ như mấy em đừng hỏi BBT là gì nữa nha. Anh nghe mấy câu đó dễ 3 triệu lắm em, đúng không? Bây giờ BBT là công ty súp và gym lớn nhất Việt Nam. Đó, biết vậy đi. Súp và gym nha. Là súp và có gym nữa. Đó, đó là những cái câu mà trên live stream tụi em nên né né ra. Cái vụ mà là 3 triệu. Còn mấy thằng nó bị 3 triệu trên đó, lên Facebook nó chọc 3 triệu tiếp. Nó lên YouTube chứ lộn, lên YouTube nó chọc 3 triệu tiếp. Đó, thì tất nhiên anh không bao giờ đổ hoài những cái bạn đó đâu. Tại những bạn đó thuộc thành phần bỏ đi rồi. Anh Duy mà đã lóc rồi thì phải coi lại mình, chứ không thể nào khác được. Anh Duy là người nó cũng khá nóng tính, đúng không? Tính rất thẳng, nhưng mà chơi rất đẹp. Đó là It's Me Duy Nguyễn. Cảm ơn các em theo dõi video nha. Hẹn gặp lại. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.